Xin chào quý anh chị, tôi đang từ cái vành đai 3.5 này bắt đầu đi vào Vinhome Ocean Park 2 và Vinhome Ocean Park 3. Đó là ở đây thì có cái dự án mà đang nổi trội nhất, đó là cái khu gọi là K-Town dành cho phố người Hàn Quốc, phong cách Hàn Quốc ấy, kiến trúc và Hàn Quốc. Còn một bên, tức là bên tay phải thì nó có gọi là K-Town, còn bên tay trái của các bạn thì nó là Grand World Hà Nội nhá, theo cái phong cách là kiểu Ý ấy, là có dòng sông Viên chạy và có những cái lễ hội gọi là lễ hội sông nước, thuyền ở trên cái dòng sông Vin này thì rất là đẹp. Tôi cũng sẽ vào review cho quý anh chị xem được. Đến chuẩn bị đến ngày khai trương rồi thì cái khu vực Grand World Hà Nội này và khu vực K-Town nó đẹp cỡ nào. Đó, đây trên trước mắt các bạn ấy là cái cầu Đông Tây kết nối giữa K-Town và Grand World nhé. Nó rất đẹp quý anh chị ạ, thực sự là ai đi qua đây cũng thấy là nó đẹp mê hồn luôn, nó quá lung linh huyền ảo luôn. Nó mang một cái dáng dấp rất là phương Tây, kiến trúc rất là đẹp. Thế thì nhiều quý anh chị hoặc là gia đình đến đây chụp ảnh cưới, gia đình đôi bạn trẻ ấy, về đây chụp ảnh cưới rồi lưu lại những cái kỷ niệm của mình, những cái thời khắc mình đang thanh xuân. Thế thì ở đây những cái căn như thương mại dịch vụ thì nó bán, Vin đang bán ra với giá khoảng tầm là 8 tỷ tư mà 76 mét vuông, là được tặng xe VinFast VF8 và trên 10 tỷ thì được tặng xe VF9 nhá. Thế thì quý anh chị nào quan tâm đến Vinhome Ocean Park với những cái căn cắt lỗ, ví dụ như là người ta mua là 10 tỷ ở Vinhome Ocean Park 2 đấy, khu vực Hải Âu, thì bây giờ người ta bán là 8 tỷ 3 bao phí, thì quý anh chị có thể đàm phán trực tiếp với chủ nhà và rất là mong muốn được kết nối tất cả anh chị nhé. Rồi quý anh chị để lại cái bình luận bên dưới để tôi có thể liên lạc với lại quý anh chị.